chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh Long An hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau: Ban đoàn kết công giáo quyền thủ thừa thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện. Quyền nước quà quy động trên 31 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Quyện Bến Lức xuống chống trên 145 ha Trong màu phục vụ Tết. Xã Tân Kim, quyện Cần Chùa về đích xã nông thôn mới. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Ban đoàn kết Công giáo quyền Thủ Thừa chưa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016. Năm qua, Ban đoàn kết Công giáo quyền đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền vận động đồng bào công giáo trên địa bàn huyện tích cực tham gia các phong trào thể hiện tinh thần đoàn kết với cộng đồng dân cư quyết tâm cùng nhau xây dựng sớm ấp vượt khoa khó khăn thực hiện tốt hoạt động từ thiện xã hội tích cực hưởng ứng ngày vì người nghèo ủng hộ lũ lụt miền trung thăm chiến người già neo đơn gần 13 triệu đồng vận động mạnh thường quân cho tặng 360 phần quà với tổng kinh phí là 80 triệu đồng hưởng ứng phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, gia đình công giáo tích cực hưởng ứng gia cố các tuyến sạc lở, trắng đan trại đá 04, trắng đan đường kênh đông nhà thờ, với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 45 triệu đồng và nhiều ngày công lao động. Trong thời gian qua, người công giáo quyền thủ thừa thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo. Kết quả năm 2016, Tại giáo xứ quyền Thủ Thừa có 292 trên 302 hộ được công nhận gia đình giang quá, đạt trên 96%. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân quyện tặng chế khen cho một tập thể và 11 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào người công cháu tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2016. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân quyện Đức Hòa phối hợp với Ban dân dân quyền quỹ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, Tổng số tiền quy động trong năm trên 31 tỷ đồng. Số tiền trên đầu tư cho các công trình phúc lợi chủ yếu như giao thông, điện, nước, trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quyện. Trong đó, nhân dân đã hiến đất đai qua màu và đóng góp kinh phí trải đá 04 trên 18 km đường giao thông liên xã ấp, xây dựng 33 nhà tình nghĩa, 101 nhà tình thương, mái ấm tuổi già, nhà đồng đội. Trong các dịp lễ Tết, mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể từ quyền đến xã thị trấn dân động tặng trên 16.000 phần quà cho hộ nghèo hộ khó khăn ngoài ra quyện cũng phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp trên 234.000 thang thuốc một mắt miễn phí cho các cụ già bị bệnh về mắt cấp 204 xe lăn cho người tàn tật những đóng góp trách nhiệm và tự nguyện của các tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn quyện Đức Hòa trong năm qua đã có phần rất lớn cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội, tạo những nét chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững gọi tắt là VN sát tỉnh Long An phối hợp với quy ban nhân dân quyền mẫu quá vừa tổ chức hội thảo truyền thông về kết quả thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An năm 2016. Dự án VN sát tỉnh Long An với tổng diện tích là hơn 49.500 hectare, được triển khai tại 23 xã thuộc 5 quyện thị xã khu vực Đông Tháp 10. Riêng quyện Bột Quá được triển khai trên 3 xã là Bình Quà Tây, Bình Quà Trung và Bình Quà Đông và hỗ trợ cho Hợp tác xã Bình Quà và Hợp tác xã Hương Trang. Tổng kinh phí thực hiện dự án trong năm 2016 là trên 13 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng thế giới là 11 tỷ 809 triệu đồng. Tính đến giữa tháng 10 năm 2016, đã giải ngân được 4 tỷ 308 triệu đồng, đạt 64,4% so với kế hoạch. Trong năm, đã tổ chức được 94 lớp tập quấn về chương trình 3 giảm 3 tăng, tổ chức được 18 cuộc hội thảo, hội nghị tập quấn chuyên đề và hai lớp đào tạo tập quấn chuyên về 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng nêu lên một số ý kiến kiến nghị xoay so quanh một số dướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương lãnh đạo quyền đánh giá cao vai trò của người nông dân một quá trong việc thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động người nông dân tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của dự án triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Trong những ngày này, bà con nông dân quyện Bến Lức đang tập trung mọi nguồn lực mở rộng diện tích trồng rau màu để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 với tổng diện tích trên 145 hectare, đạt hơn 100% kế hoạch. Theo đó, các xã Phước Lợi, Long Hiệp, Mỹ Yên, Tân Bủ là địa bàn có số hộ trồng rau màu nhiều nhất, còn lại nằm rải rác ở các xã khác. Các loại rau màu được bà con chọn để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán chủ yếu là các loại cải, xà lách, hành, hẹ, mồng tơi, rau dền, các loại rau gia vị. Theo phản ánh của người dân, thời tiết năm nay khá thuận lợi, giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng bình ổn, nên nông dân yên tâm mở rộng diện tích canh tác. Nét mới năm nay là các hộ dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm hạn chế số bệnh gây hại, rau không có dư lượng của thuốc trừ sâu và chất bảo vệ thực vật, góp phần đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Trên địa bàn, quyền Cần Duộc có tổng số lượng đàn gia súc gia cầm là trên 944.000 con. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2016, trạm thú y quyền Cần Duộc triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm H5N1 trên đàn dịch đợt 2 năm 2016. Theo đó, thì các hộ chăn nuôi dịch thịt dịch đẻ có quy mô đàn từ 2.000 con trở xuống trên địa bàn quyền được tiêm phòng vaccine H5N1 miễn phí. Ngoài các đối tượng được hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí, trạm thú y quyện còn vận động các hộ chăn nuôi gia cầm tự mua vaccine tiêm phòng bắt buộc theo hướng dẫn của ngành thú y. Được biết trong đợt này thì quyện Cần Chuột được phân bổ 54.500 liều vaccine H5N1 miễn phí cho các hộ chăn nuôi. Song song với thực hiện công tác tiêm phòng, quyện thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Theo đó thì chi cục thú y tỉnh sẽ cấp 600 lít quá chất cho 17 đơn vị xã thị trấn, để tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, các hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô đàn từ 2.000 con. Hộ chăn nuôi gia súc có quy mô từ 50 con trở xuống. Các chợ buôn bán gia cầm, khu trực công cộng, cơ sở ấp nở, giết mổ gia súc gia cầm, khu trực buôn bán gia cầm sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Tân Trụ phối hợp phòng tài nguyên môi trường giờ tổ chức hội thi tuyên truyền chuyên giỏi lần thứ nhất năm 2016. Tham dự hội thi có 11 đội đến từ 11 xã thị trấn. Mỗi đội gồm 5 thí sinh, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, kiến thức với hình thức trắc nghiệm, thi hùng biện trong thời gian 5 phút và trình diễn tiểu phẩm thời gian 15 phút. Tất cả 11 đội có sự chuẩn bị chu đáo ở phần thi kiến thức. Các đội trả lời chính xác đáp án nội dung câu hỏi tập trung vào những điều khoản quy định trong luật bảo vệ môi trường. Nghị định của Chính phủ, thông tư 27 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quyết định 26 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về các điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường, hình thức xử phạt gây ô nhiễm môi trường. Quan trọng là phần thiên hùng biện và tiểu phẩm các đội phản ánh thực trạng và hậu quả ô nhiễm môi trường ở ngay địa phương mình sinh sống, gây bức xúc trong xã hội. Mà nguyên nhân chính là do con người gây ra như dứt xác, súc vật, rác thải, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật xuống sông, kênh rạch, làm ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, nạn chặt phá rừng bừa bãi dẫn đến hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và hệ lụy gây ra bệnh tật. Kết quả hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Lạc Tấn, giải nhì đội Bình Trinh Đông và giải ba đội Đức Tân. Thưa quý vị, Tân Kim là một trong chính xã dùng thượng của quyền Cường Chuột. Điều kiện tự nhiên phù hợp để sản xuất nông nghiệp kết hợp với công nghiệp, tiểu thu công nghiệp. Năm 2013, xã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi phát động, xã chỉ đạt 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới trong đó các tiêu chí như là giao thông trường học trạm y tế cơ sở vật chất chăn quá đòi hỏi nguồn vốn tập trung đầu tư lớn bà lê thị nâu ở ấp kim điền xã tân kim huyện cần duộc chia sẻ người dân ở xã tân kim tất cả bà con đều hưởng ứng xây dựng xã nông thôn mới đóng góp hiến đất ngày công lao động kể cả là tiền vốn của bà con dân dân trong xã đường xá giao thông nông thôn ở địa phương Tân Kim là hôm nay là tương đối hoàn chỉnh và ổn định cuộc sống của bà con. Bà con rất vui mừng và phấn khởi. Đến nay thì qua hơn 3 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn xã có trên 50% các tuyến đường trục ấp được cứng quá, 100% đường ngõ sớm sạch, không lầy lội cho mùa mưa. Đường trục chính nội đồng được cứng quá đạt chuẩn quy định. Song sau đó, nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, sau đó giảm nghèo, từ đó nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,26%. Ngoài ra, trường học trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng mới kiên cố khang trang. Ông Ngô Tấn Phước ở ấp Kim Điền xã Thân Kim huyện Cần Giuộc cho biết: thì, từ khi vấn đề xã phát động cái xây dựng phong trào nông thôn mới thì phải nói là từng bước khởi sắc về vấn đề đường giao thông nông thôn thì cũng được nâng cấp, bê tông quá, nhựa quá, rất là sạch đẹp. Về vấn đề dân trí thì trường, trạm thì nói chung thì cũng đổi được xây dựng mới, khang trang, đẹp. Và người dân về vấn đề thu nhập kinh tế thì cũng có nâng cao hơn. Bên cạnh đó, để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dớt rác khơi thông dòng chảy và trồng cây xanh vào các tuyến đường giao thông chính, trụ sở ấp và trường học. Ngoài ra, xã còn triển khai việc lắp đặt camera trên các điểm tuyến đường trọng điểm để phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Ông Nguyễn Giang Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kim, huyện Cần Duộc cho biết à với 19 tiêu chí đã đạt được thì à, bên cạnh cũng còn những cái tiêu chí tuy là đã đạt nhưng mang tính chất chưa bền vững. À, như là cái tiêu chí về điện thì hiện nay đã đạt. À, xong bên cạnh thì à, à, cũng còn một số à, cái đường dây à, dưới đồng hồ thì cũng còn chằng chịt. Từ đó thì xã cũng đã quyết tâm à, là sẽ vận động bà con nhân dân để thực hiện từ đây tới cuối năm là phải hoàn thiện về cái hệ thống điện. À, xong cái tiêu chí về môi trường thì phải nói tân kim môi trường cũng là khá là à, khó khăn trong cái việc đó là vận động nhân dân à, do có tiếng quốc lộ 50 đi ngang rồi à, làm ảnh hưởng lấy rác theo giờ thì từ đó là xã cũng đã giao quân bằng mọi hình thức à, tuyên truyền đến nhân dân để thực hiện cho đạt cái tiêu chí về môi trường à, trong năm 2016 để xã Tân Kim sớm được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2016, đảng bộ và chính quyền địa phương đã và đang tiếp tục ra sức đầu tư xây dựng cũng như là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay góp sức nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Sau đây là tin trong nước và thế giới. VOV Online đưa tin theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 ước đạt 353.000 tấn với giá trị đạt 156 triệu đô la Mỹ. Đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đạt 4,54 triệu tấn và 2 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% về khối lượng và giảm 20,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cũng theo Bộ Nông nghiệp, giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 450 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 36% thị phần. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn giảm 22,5% về khối lượng và giảm 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015, đạt 1,51 triệu tấn và 678,7 triệu đô la Mỹ đáng chú ý là thị trường Indonesia, thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ tư của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 7,6% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 359,6 ngàn tấn và 142,5 triệu đô la Mỹ, tăng 53% về khối lượng và tăng 53,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị giảm mạnh là Philippines 61,6%, Malaysia 51,5%, Singapore 34,1% bờ biển nga 29,1%, hoa kỳ 28,3%, do hồng kông 7,7%. trong tháng 11/2016 giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sơn cổ long biến động trái chiều với xu hướng tăng nhẹ chiếm ưu thế. tình hình xuất khẩu gạo vẫn bế tắc do thiếu vắng nhu cầu nhập khẩu lớn. theo thông tấn xã việt nam chính phủ ấn độ vừa công bố dự thảo chính sách phần mềm quốc gia đầu tiên từ trước cho tới nay với mục đích đến năm 2025 sẽ tăng 10 lần thị phần của các sản phẩm phần mềm nước này trên thị trường toàn cầu, ước đạt 148 tỷ đô la Mỹ và tạo ra cơ hội việc làm cho 3,5 triệu người. Ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu hiện ước tính có trị giá là 411 tỷ đô la và dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 1.000 tỷ đô la. Tuy nhiên, thì bản dự thảo cho rằng tại Ấn Độ, Ngành công nghiệp phần mềm vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, tổng doanh thu của ngành này tại Ấn Độ là 6,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 2 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu. Theo các ước tính thì ngành công nghiệp phần mềm Ấn Độ chiếm 1,48% thị phần toàn cầu và vì chính phủ nước này muốn đến năm 2025 tăng được 10 lần thị phần, đồng nghĩa với việc ngành này sẽ đạt giá trị là 148 tỷ đô la Mỹ. Dự thảo chính sách trên nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để thành lập 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm phần mềm có tính cạnh tranh trên toàn cầu. Và vì vậy, đến năm 2017, tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho 1 triệu người, và đến năm 2025 sẽ thêm 2,5 triệu người nữa. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh Nông An xin kết thúc tại đây. Quý vị cũng có thể nghe lại nội dung chương trình này cùng các chuyên mục khác trên website của đài theo địa chỉ hoặc qua web la34.com.vn. Chương trình này do Quang Chương biên tập. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.